hướng phát triển cho lĩnh vực chuyên môn mà mình đã lựa chọn, đấy là tài chính. Có khi nào mà các bạn đã tự đặt ra những cái câu hỏi như là giữa rất là nhiều chứng chỉ tài chính hiện nay như ACCA, CMA, CFA và CNA thì chúng ta nên lựa chọn cái chứng chỉ nào để theo học không? Và thứ hai là khi mà đã được lựa chọn được cái chứng chỉ đấy rồi thì mình nên tiếp tục ở nhà hay là đến các cái trung tâm để theo học? Thì ở đây thực sự là những cái suy nghĩ của các bạn, thì mình hy vọng là các bạn có thể dành thời gian để lắng nghe những cái chia sẻ của mình và xem là liệu những cái chia sẻ của mình có thể giúp cho các bạn đỡ băn khoăn hơn phần nào không nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu câu hỏi đầu tiên. Thứ nhất là chúng ta theo mình để chọn được cái chứng chỉ nào mà phù hợp nhất với bản thân thì các bạn nên cân nhắc 3 yếu tố sau đây. Thứ nhất là chứng chỉ nào nó sẽ hỗ trợ cái công việc chuyên môn hàng ngày của các bạn nhất. Thứ hai là thời gian mà các bạn có thể dành để theo học chứng chỉ đấy là bao nhiêu. Và thứ ba là các bạn có thể dành bao nhiêu tiền để có thể đầu tư cho việc học, đúng không nào? Bởi vì bây giờ chúng ta có rất là nhiều mối quan tâm cũng như là nhiều việc phải đầu tư. Thú thật là việc so sánh thì nó không dễ dàng một chút nào, bởi vì thoáng nhìn qua thì chúng ta có thể thấy là chứng chỉ nào nó cũng có những cái ưu điểm rất là hay, đúng không nào? Và để mà trả lời cái câu hỏi này thì mình đã kẻ ra một cái bảng và trả lời nghiêm túc 3 câu hỏi trên đối với từng chứng chỉ ACCA, CMA, CMA và CFA, và so sánh giữa 3 những cái chứng chỉ này. Và thật là bất ngờ, ngay khi mà mình hoàn thành xong cái tấm bảng đấy ấy, thì mình đã có được câu trả lời về chứng chỉ mà mình đã lựa chọn, đó là chứng chỉ CMA, bởi 3 cái ưu điểm vượt trội của chứng chỉ CMA này so với những cái chứng chỉ khác. Thứ nhất, đó là nội dung của chương trình CMA được xây dựng dựa trên những cái kỹ năng và kiến thức mà các doanh nghiệp trên thế giới yêu cầu đối với những nhân viên của mình. Chính vì thế mà sau khi học cái chứng chỉ này, các bạn có thể ứng dụng những kiến thức này vào công việc của mình, và đối với mình là mình có thể ứng dụng ngay vào cái việc phân tích kế toán quản trị của bản thân và công ty của mình. Và điều này sẽ thú vị hơn rất là nhiều so với việc các bạn phải học một khối lượng lớn rất là nhiều các cái kiến thức học thuật ở những chứng chỉ khác, phải không nào? Và thứ hai, thời gian để học và hoàn thành chứng chỉ này là từ 9 tháng đến 1 năm, ngắn hơn rất là nhiều so với những chứng chỉ khác. Và đây quả là một cái thời gian lý tưởng đối với những người đi làm bận rộn như chúng ta, phải không các bạn? Và thứ ba là chi phí cho việc học chứng chỉ này thấp hơn rất là nhiều so với những cái chứng chỉ tương đương khác trong lĩnh vực kế toán quản trị. Và như thế thì có nghĩa là gánh nặng về tài chính đã giảm đi một phần nào rồi, điều mà chúng ta ai cũng lo, phải không các bạn? Và nếu như mà đã tin tưởng lựa chọn học chứng chỉ CMA thì chúng ta cùng suy nghĩ xem là bây giờ mình nên tự học hay là nên đến các trung tâm các bạn nhé. Câu trả lời đối với cái câu hỏi này thì có lẽ là tùy thuộc vào phương pháp học của mỗi người, và các bạn nên cân nhắc về ưu điểm cũng như là nhược điểm của từng phương pháp để tìm ra câu trả lời cho mình các bạn nhé. Về bản thân mình thì thật là hồi đầu mình cũng quyết tâm cao lắm, vì mình nghĩ là mình đã có background về tài chính rồi thì mình có thể lên mạng tìm tài liệu và như thế là có thể về nhà tự học và tự nghiên cứu được. Nhưng mà sau một thời gian thì mình mày mò thì mình nhận ra rằng cái phương pháp này thì chỉ hợp khi mà mình còn học lý thuyết ở trường đại học thôi, khi mà mình cũng chưa vướng vật nhiều với công việc công ty. Và điều này khác hẳn so với cái hoàn cảnh bây giờ, là việc mình phải học một cái chứng chỉ mà nó đòi hỏi cao về tính thực tiễn cao, như là về các kỹ năng làm việc thực tế, điều mà không phải là chỉ có học trong sách vở mà mình có được, mà mình phải tiếp xúc và trao đổi với những người đã đi làm thì mới có được cái kiến thức này. Vậy nên là mình đã quyết định đến trung tâm Smart Train để theo học về chứng chỉ này, để mà mình có thể tiếp thu được những cái chia sẻ kiến thức thực tế từ các giảng viên giàu kinh nghiệm của Smart Train, và cũng như là đồng thời hòa vào cái môi trường học thuật, môi trường học tập sôi nổi với những cái bạn học viên khác trong lớp, nơi mà mọi người có cùng một cái mục tiêu để phấn đấu và hỗ trợ giúp đỡ nhau nhiệt tình để cùng vượt qua những cái kỳ thi trong thời gian tới. Một điều nữa mà mình cũng rất là vui khi mà mình đến học Smart Train là bởi vì không chỉ là mình được các cái thầy cô có cái kinh nghiệm trong chuyên môn thực tế giảng dạy và chia sẻ kinh nghiệm cho mình, mà mình còn được hỗ trợ về mặt tài chính cũng như là những cái hỗ trợ trong quá trình đăng ký thi của các anh chị ở trung tâm. Các anh chị đều rất là nhiệt tình, chính vì thế mà mình chỉ có chuyên tâm vào một việc thôi, đó là học bài thi. Đến bây giờ sau khi tập trung được gần 1 năm để học tập tại Smart Train và nhận được chứng chỉ CMA thì mình cảm thấy rằng là việc mình đặt ra được những cái câu hỏi ban đầu, nghiêm túc trả lời nó và quyết tâm để thực hiện những cái điều mà mình đã đề ra, theo đuổi đúng mục tiêu của mình, thì cái kết quả mình đạt được sẽ luôn xứng đáng với những gì mà mình nỗ lực.
Mình nghĩ rằng hai câu hỏi mà mình vừa mới đề cập với các bạn chỉ mới là một phần nhỏ trong rất nhiều những câu hỏi mà các bạn đang băn khoăn trên con đường tìm kiếm cái chứng chỉ mà mình mong muốn theo đuổi để phát triển cái sự nghiệp của mình. Và nếu như những cái chia sẻ hôm nay của mình có thể hỗ trợ được các bạn và các bạn thấy nó là hữu ích thì mình rất mong các bạn có thể dành thời gian và theo dõi tiếp cái clip tiếp theo của mình chia sẻ về việc là cách học và ôn thi CMA hiệu quả, cũng như là CMA đã thay đổi cái cách làm việc hàng ngày của mình như thế nào, đã đóng góp tuyệt vời vào cái công việc hàng ngày để cho mình có thể phát triển tốt như thế nào. Và xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã lắng nghe và xin gặp lại các bạn trong những clip lần sau.